phần thi đến từ Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An xin phép được bắt đầu. Rạng chân trời quê hương vậy rồi, cuộc đời vươn xa, bạn về vui hội một nhà, ngày nghỉ phần nở đầu cho cây đời xanh tươi. Màu áo trắng gửi tròn tình thương, người mẹ sinh con lòng vương mang nặng, năm tháng nơi đây niềm Sản Nhi thầm lặng, gần gũi sẻ chia đau đớn những mảnh đời. Màu áo trắng trách nhiệm và tình thương, con tay đang nhẹ yêu bên tình thương, là người mẹ hiền lương y như từ màu, quê sớm dài dầu nơi đây là yêu dấu, bởi ngày mai nguyện dâng hiến cho đời. Cho cây đời mạnh khỏe, tài năng và sức trẻ cùng chung sức chung lòng, công nghệ 4.0 một tương lai hứa hẹn, con người tiếp cận khoa học vươn cao, ngành y tự hào nguyện đi đầu phía trước, Bệnh viện Sản Nhi kính vẫy tay chào, niềm tin gửi trao sánh vai cùng phát triển. Kính thưa quý vị, cuộc cách mạng khoa học 4.0 sẽ làm thay đổi toàn bộ diện mạo của đất nước. Chúng ta đang chạy đua tiếp cận với khoa học và trí tuệ. Ngành y là một trong những đơn vị tiên phong đi đầu bằng những công nghệ hiện đại, những phương pháp khoa học, với phương châm sức khỏe cộng đồng là điểm hạnh phúc của mỗi một cán bộ bác sĩ ngành y chúng ta. Vâng, Đảng đã chọn ta làm hạt giống để mùa sau, và lịch sử đã chọn ta làm điểm tựa, lời Bác dạy tin ta người ánh lửa, đoàn kết kỷ cương trách nhiệm tình thương. Những đêm trực thâu đêm không ngủ trước ranh giới mong manh giữa mất và còn, lời Bác Hồ dạy thầy thuốc như mẹ hiền mãi lắng đọng trong tim. Đến với hội thi ngày hôm nay, Bệnh viện Sản Nhi chúng tôi gồm 10 thành viên với tinh thần giao lưu học hỏi cùng tiến bộ. Ô vào ơi, đau quá. Ê, mi cho tao hỏi, cái thằng trong anh dạy của tao mi có thầy mó không? Ô vào ơi, đau quá. Dành ơi, mi định đem con bò cho à? Tao để nó đây này. Ôi đâu quá. À bà ơi, ô
vì Mỹ kêu kêu đâu. Nếu khi sướng thì Mỹ kêu chi? Ôi dè chi. Ôi dè. Lấy nhau mấy mấy năm ta chơi phim ơ. Áo dè bị nhau. Hey. Không cần dạy nữa. Ủa, nhưng mà sau quản đi về thì cũng phải áo dè để coi cho đang hề. Để được thì ra là cho Mỹ nữa. Ờ thì cứ để đi. Thôi ta về ta áo dè bị nhau sao chi. Thôi. Ô nào quá. Chờ dọn đòn đi để em đi mà. Thôi. Chuyển đi. Mỹ đi ra ngoài ghế chơi để tao để hỏi mấy bác sĩ cái này. Cặp sữa. Chuyên. Đấy. Bác Toàn. Ui trời. Bác sĩ ơi. Lưu Sơn Trương. Ơ Trương. Trương Công Phương. Phương. Phương Công Công. Xuống xuống. Xuống đi. Xuống đi. Này. Ta có ý kiến. Đây là lô đẻ hay là cái chỗ sút? Xin lỗi anh. Mời anh đứng dậy. Anh cần gì ạ? Ta cần đẻ. Anh cần đẻ. Thế con vợ ta cần đẻ chi? Xuống Trương. Chú chưa? Đẻ! Đẻ! Thế chị nhà đau lâu chưa? Đau từ trên quê phong xuống đây chị. Thế chưa đẻ đâu, anh ra ngoài chờ nhá. Ơ, sao cái bác sĩ biết là vợ ta chưa đẻ hả? Hay là chưa có phong bi nên chưa đẻ được? Anh nói linh tinh cái gì đấy? Chào chào chào, này, đi tìm cô khác đẻ. Thầy thật xin lỗi anh, nhân viên của tôi sơ ý quá. Dạ thưa anh, thế chị nhà mình ở đâu rồi ạ? Đang đau ôm cột ngoài tê tê. Y tá đâu? Khẩn trương đưa bệnh nhân và người nhà đi vòng đẻ. Dạ. Cảm ơn. Cậu Trực. Cậu. Dạ thưa anh. Chỉ là. Chỉ là cậu đang mải xem bóng đá chứ gì. Cậu giỏi thật đấy. Tôi hỏi cậu trách nhiệm và lương tâm. Mỗi chúng ta phải làm cho một phần. Cậu làm tôi đau đầu nóng dần. Hoàn thiện nội quy cậu buông lòng quên rồi. Ai chia sẻ trong những cơn đau, người thầy thuốc phải thấu hiểu cơn đau. Bệnh nhân đau là nỗi đau bác sĩ, đừng để người dân hiểu sai và dị nghị. Bệnh viện sản nhi ngơ là mầm sống cho đời. Dạ thưa anh, thực tình thì tôi chưa kịp tiếp thu mà người nhà đã bỏ đi rồi. Nên là... Thôi, cậu không cần phải thanh minh nữa. Tôi sẽ làm việc này với cậu sau. Dạ. Báo cáo bác sĩ, bệnh nhân viết thị tinh, cổ tử cung mở hai phần, nước ối cạn ạ. Em hãy vào chuẩn bị bệnh nhân. Chúng ta sẽ hội chẩn và truyền đẻ chỉ huy cho bệnh nhân ngay. Vâng ạ. Ô, đẻ mà cũng phải chỉ huy à? Như chiến đấu hề. Thôi được rồi, đấy, đừng đánh anh. Ô... Và cái bệnh viện sản nhi hắn cùng to hề. Hắn cùng thơm nữa. Hoành tráng hơn cái nhà sàn của ta rồi. Bác sĩ ơi, cho mơ nó ngủ cái nhá. Ừ. Mà chi mà con vợ ta hắn đẻ lâu rồi hề. Nhà ta nuôi một con lợn. Một tiếng đồng hồ hắn đẻ được chục đứa. Thế con vợ đẻ có một đứa mà mai không đẻ được. Phải đi hỏi cây bác sĩ đó. Ờ, bác sĩ, con vợ ta đẻ chưa? Anh Dính, anh cứ bình tĩnh. Vợ của anh đang được y bác sĩ chúng tôi theo dõi rất là sát. Chắc cũng sắp đẻ rồi đấy anh ạ. Hả? Con vợ ta đẻ rồi đấy. Anh Dính, chúc mừng anh mẹ tròn con vuông nhá. Bác sĩ, bệnh nhân bị băng huyết ạ. Sao? Bệnh nhân bị băng huyết à? Y tá Thủy, hãy khẩn trương truyền lệnh của tôi, kích trực cầm máu cho bệnh nhân ngay. Vâng ạ. Bác sĩ, băng huyết là cái gì hả? Anh Dính, anh cứ bình tĩnh. Bác sĩ, bệnh nhân không cầm được máu à? Phải làm sao đấy hả bác sĩ? Thế kiếp trực đã liên hệ máu trong kho dự phòng chưa? Bọn em đã liên hệ nhưng trong kho cũng không còn. Bởi vì nhóm máu của chị ấy là nhóm máu hiếm. Phải làm sao đấy hả bác sĩ? Thì lấy máu của ta chi? Ngày mô ta cùng ăn máu. Máu gà, máu vịt, máu chó ta cùng ăn thế. Nhiều lắm lấy mà truyền cho hắn chi? Tốt quá rồi. Nào anh vào thử máu đi. Một sinh linh ra đời,
là một niềm hạnh phúc của người bác sĩ sản nhi. Nhưng chính họ cũng đang phải đối mặt với những hiểm nguy rình rập. Một phút, một giây là ranh giới giữa sự sống và cái chết. Bác Hồ ơi, lời bác dạy chúng con nguyện khắc ghi trong tim, là người thầy thuốc giỏi, đồng thời phải là người mẹ hiền, luôn ân cần tận tình chăm sóc bệnh nhân. Nghe tiếng kêu than giữa đêm trường khắc khoải, như nhói vào tim ta từng làn da thơ thịt, bao mảnh đời còn vất vả gian nan. Bệnh viện sản nhi qua từng bước thăng trầm, đã đi lên từ ngày đầu gian khó. Thương lắm người ơi, qua dáng hình em nhỏ, mẹ mong con chờ khát lòng ngày mai. Bác sĩ, nguy rồi, A Dĩnh, chồng của chị ấy không còn nhỏ máu à? Phải làm sao đấy hả bác sĩ? Chị ấy đang lìm dần. Chị ấy đang lìm dần ư? Bác sĩ, hãy lấy máu của tôi. Sao? Ý cậu là... Vâng, chỉ có tôi cùng nhóm máu với chị ấy. Nhanh lên, kẻo không kịp thưa anh. Tốt rồi, ta đi. Chết cha mi rồi vợ ơi, con trâu con lợn con gà tao bán cả rồi, như lấy cái chi mà chữa cái bệnh cho mi chứ. Anh Dĩnh, anh đi đâu đấy? Đi gọi xe rồng chi? Anh đi gọi xe rồng để làm gì? Không có máu thì con vợ phải chết thôi. Ở đây hắn cùng chết, về quê hắn cùng chết, để đưa hắn về quê chết cho mát chi, để hắn con gặp con hắn nữa chi. Anh Dĩnh, anh đừng nói gỡ như vậy. Vợ con anh vẫn khỏe mạnh, mẹ tròn con vuông, mọi chuyện đã qua rồi anh ạ. Thầy bác sĩ ní nói cũng như ông thầy mò trên bàn thôi, rồi mai mà con má hắn có đi được không? Anh A Dĩnh, con trai của anh đây. Thằng cu của ta, con ơi, từ bên đi con gà tổng về nuôi con gà con rồi, mẹ gà mãi đi rồi con ơi. Anh Dĩnh, gà trống với cả gà con cái gì? Anh có biết vì sao vừa anh qua được cơn nguy kịch không? Vừa anh được cứu sống chính là nhờ bác sĩ Trực ở đây cho máu đấy. Bác sĩ cho máu cứu vợ ta. Và cái ơn của bác sĩ như biển rộng sông dài. Con ơi, cha con ta lấy chi mà đền ơn nổi hả? Sự sống mong manh quằn mình trong hơi thở, thằng sĩ dấu đêm bên thương bệnh lặng tâm, lấy máu của bản thân để chuyên sáng người mẹ. Chào đời con trẻ hãy đã đời con thành thiện tự tâm, nơi đây là mầm xanh sự sống. Bây giờ thì không phải xe rồng xe rắn gì nữa nhá. Đợi cho vợ anh ổn định, tôi sẽ cho xe chở gia đình mình về quê luôn nhá. Thưa quý vị, nghề nghiệp của chúng tôi là thế, giản dị nhưng cũng đầy trách nhiệm. Đến với hội thi ngày hôm nay, khoa tiểu phẩm Miền Tôi Yêu, chúng tôi muốn nhắn gửi đến tất cả mọi người chúng ta một thông điệp rằng hãy chung tay vì sức khỏe cộng đồng, vì cuộc sống ngày mai tươi đẹp. Và màn tiểu phẩm của chúng tôi đến đây là kết thúc. Một lần nữa xin kính chúc tất cả quý vị, ban giám khảo cùng tất cả các bạn có mặt ngày hôm nay lời chúc sức khỏe, chúc hội thi thành công tốt đẹp.